đập phá nhà sau khi chém nạn nhân trọng thương ở Củ Chi. Trong lúc xô xát, nhóm thanh niên đã chém người đàn ông ở huyện Củ Chi trọng thương và đập phá cửa nhà nạn nhân. Ngày 22 tháng 6, trên mạng xã hội lan truyền clip nhóm thanh niên đập phá cửa ngôi nhà khiến người dân bất an. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Bến Than, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi và khiến ông TVA, 53 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 6, ông A chạy xe ô tô về trước khu trọ của ông trên đường Bến Than, xã Hòa Phú. Do cổng vào khu trọ khóa, ông A có nhờ một người cháu ở gần đó mở giúp. Tuy nhiên, một số người ngồi nhậu gần đó không cho mở cửa. Lúc này, một người trong khu trọ ra mở cửa và ông A chạy xe ô tô vào. Ông A sau đó đi ra thì bị nhóm người đang nhậu chửi. Người đàn ông bỏ về nhà gần đó, nhưng tức giận nên quay lại thì phát sinh xô xát với nhóm người ngồi nhậu. Trong lúc xô xát, ông A bị nhóm người cầm ghế, hung khí tấn công nên tháo chạy vào nhà dân gần đó kêu cứu. Công an cũng có mặt đưa nạn nhân đi cấp cứu. Theo người nhà ông A, sau khi đánh, chém nhóm người còn đến đập phá làm vỡ kính nhà của nạn nhân. Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Công an xã Hòa Phú đã chuyển toàn bộ hồ sơ lên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi để điều tra, xử lý. Một nguồn tin cho biết công an đã mời làm việc với những người liên quan để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân. Theo chẩn đoán từ bệnh viện Chợ Giấy, ông A bị gãy xương cánh tay trái và vết thương ở cẳng tay gây đứt cơ, rách da đầu. Các bác sĩ phải phẫu thuật cắt lọc, kết hợp xương lồi cầu ngoài, mỏng khuỷu tay trái, khâu cơ, kháng sinh, giảm đau, nẹp bột cánh bàn tay trái, khâu vết thương đầu. Sau khi điều trị vết thương, hiện ông A đã được xuất viện về nhà.